Bác Hồ ở Phan Thiết Năm 1909, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ làm chi huyện Bình Khê thuộc tỉnh Bình Định. Huyện Lị nằm trên đường 19, cách đèo An Khê, ngày nay, chưa đầy 20 cây số. Đây chính là nơi sinh ra, lớn lên và giấy binh khởi nghĩa của Nguyễn Huệ. Là quê của Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thường. Bác Hồ lúc đó cũng theo cha vào Bình Khê. Trong thời gian làm quan, cụ phó bảng thường xử hòa các vụ kiện hoặc đứng ra binh vực cười nghèo ông thả những người tù yêu nước ở đây cụ ít nghĩ tới việc quan mà chỉ thường hay đi đây đi đó thăm hỏi nhân dân đồng bào vài ba tháng sau cụ trả từ ấn quan bỏ huyện đường ra đi cụ võ bảng không về quê mà đi dần vào nam bộ cụ dừng chân ở sông cầu nha trang phan sang, phan thiết rồi vào sài gòn tiếp tục liên lạc với các sĩ phu yêu nước bác hồ năm đó vừa học xong ban thành trung Trung Quốc học Huế, định theo cha để có điều kiện học tiếp, nhưng thời cuộc và xã hội đã thôi thúc người. Trong thời gian ở quê và ở Huế, bác đã chứng kiến biết bao chuyện bất công và đau lòng của người dân mất nước. Những ngày đó, bác được cụ thân sinh giao nhiệm vụ canh gác và liên lạc cho các sĩ phu yêu nước, trong đó có cụ Phan Bội Châu, sau là Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh. Do đó, bác được hấp thụ nhiều tư tưởng tiến bộ. Bác đã từng tham gia cùng đông dân đấu tranh chống thuế khi học ở trường quốc học Huế. Những thực tế đó phải chăng đã đặt ra cho bác câu hỏi phải làm gì đây, làm gì để giải phóng bất công, giải phóng đói nghèo, để đưa đất nước ra khỏi đêm đen nô lệ. Từ Bình Khê, nơi trước đó hơn một thế kỷ, anh em Nguyễn Huệ đã phất cờ khởi nghĩa, giải phóng non sông, thống nhất đất nước, bác đã kiên quyết ra đi. Đồng chí Hà Huy Sáp kể lại rằng khi tiếp bà Louise Sturm, bác đã nói, Đất nước tôi có bờ biển rất dài. Tôi lang thang dọc bờ biển, tìm đến những bến tàu để xem có cách nào ra nước ngoài được không. Bác đã dừng chân lại sông cầu, Phú Yên, một thời gian ngắn với cụ thân sinh của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Ngày đó, làm việc ở đây. Từ đây, bác đi lần vào Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Xanh, Phan Giang, rồi Phan Thiết. Lúc bấy giờ, tàu hỏa mới chạy đoạn đường từ Huế, Đà Nẵng, vào Huế, Quảng Trị. Đường ô tô chỉ có đôi đoạn Phương tiện chủ yếu ngày đó là đi bộ hoặc cán và ghe buôn chạy buồm. Gần hết cả năm 1909, bác chỉ đi được hơn 500 cây số. Đến Phan Thiết do sự giới thiệu của cụ Nguyễn Hiệt Chi, một sĩ phu trong phong trào yêu nước, là bạn của cha bác. Trước kia dạy học ở Huế, sau về làm việc ở Phan Thiết, bác gặp cụ Hồ Tá Bang, quản trị công ty Liên Thành và được cụ Bang hết lòng giúp đỡ. Công ty Liên Thành bố trí bác dạy học ở trường Dục Thanh, Phan Thiết là nơi bác dừng chân lâu nhất trên chặng đường lặn lội xuyên Việt. Bình Thuận, những năm đó là đầu mối giữa Nam Bộ và Trung Bộ, với miền Trung và chặng đường gần như cuối của cuộc Nam Du của các nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân, cũng là nơi lãnh nạn của các nhà nho yêu nước, các cụ Phan Bội Châu, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cần đều đã có dịp đến Phan Thiết trong trường hợp này. Cụ phó bàng sắc trên đường vào Nam Bộ cũng đã ở lại Phan Thiết một thời gian. Cuối năm 1904, ba cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đi Chu Du để tuyên truyền cho phong trào Duy Tân ở các tỉnh cực Nam. Kè Bầu đưa các cụ vào Bình Thuận. Sau khi khảo sát, hai cụ Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng trở về xứ Quảng. Cụ Phan Chu Trinh bị bệnh ở lại Phan Thiết, vì thế mới có bài thơ Phan Thiết Ngoạ Bệnh. Trong thời gian lưu lại đây, cụ kết thân với cụ Hồ Tá Bang và lập một thư xã, có thể coi đây là nơi hoạt động chính trị đầu tiên của hội Liên Thành. Trụ sở của thư xã đặt tại đình làng Phú Tài, tức trường nữ bây giờ, nhằm truyền bá chữ quốc ngữ, giảng sách tiến bộ và tuyên truyền tư tưởng yêu nước. Trong thời gian ở Phan Thiết, cụ Phan Chu Trinh có bàn bạc với hai người con cụ Nguyễn Thông là Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh và cụ Hồ Tá Bang để tìm cách mở mang dân trí. Muốn vậy, trước nhất phải hoạt động gây quỹ có quỹ sẽ làm được việc mở trường học hoặc quán sách. Đến tháng 9 năm 1905, cụ Phan Chu Trinh trở về xứ Quảng, sau đó công ty nước mắm Liên Thành chính thức được thành lập. Trước đó, nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông 1826-1894 từ Tân An ra Phan Thiết lập đồng châu xã nhằm gây dựng cơ sở chống Pháp. Cụ cất một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Cà Ti và đặt tên là Ngoạ Du Xào, có nghĩa là tổ nằm chơi. Tập thơ Ngoạ Du Sào đầy lòng yêu nước của cụ đã ra đời ở đây. Tham quan u lại một phường, nuôi thân bằng máu, bằng xương dân lành. Thơ Nguyễn Thông Ngoạ Du Sào không rộng lắm, là một căn nhà có gác xếp dài 6m50, rộng hơn 4m, cao hơn 2m, là nơi khó hẹn gặp gỡ bình thơ và bàn chuyện quốc sự của các sĩ phu yêu nước. Nói cách khác, cũng là nơi bày tỏ tâm sự của những người yêu nước ở ẩn, vì bế tắc chưa tìm được lối thoát cho cuộc đời và cho đất nước. Năm 1908, hai người con lớn của cụ Nguyễn Thông là Nguyễn Trọng Lội tức ấm Nam và Nguyễn Quý Anh tức ấm Bảy mở trường Dục Thanh, trường được thành lập dưới sự bảo trợ toàn diện của Hội Liên Thành, sau này là công ty nước mắm Liên Thành. Thời bây giờ, không có công ty nào của người mình mà lớn bằng các tỉnh ở cực Nam Trung Việt nói gương thành lập những công ty Hưng Tân, Phong Thạnh, Đồng Thạnh và Đồng Nghiệp Bình Thuận, Hàm Ngư Thủy. Dân chúng Bình Thuận hưởng ứng nên mới có câu phương ngôn văn chương không bằng xương cá mòi. Vì rằng khi đó muối cá mòi làm mắm giàu có hơn là đeo đuổi nghiệp thi cử văn chương. Nhà cụ Phan Du Trinh chủ sướng, khuyến khích, giáo dục, công thương hội mà phong trào truyền bá canh tân mở mang thương nghiệp, chính hương công nghiệp đã được khởi phát và thực hiện tại Bình Thuận sớm hơn ở Bắc Phần và Nam Phần. Trường Dục Thanh với diện tích trên 120 mét vuông nối liền với thảo bạc nhà thờ cụ Nguyễn Thông mái lợp bằng ngói âm dương không có tường xây chỉ có những song gỗ xếp chéo hình thoi có bốn lớp gồm ngót 100 học sinh có cả học sinh của các tỉnh Nam Bộ và chỉ vẹn vẹn có bốn nữ học sinh hơn một nửa ở nội chú, khi đó trường có cất một căn nhà gọi là nhà ngư cho học sinh và các thầy giáo ăn ở tập thể việc ăn ở của học sinh do trường đài thọ trường dạy chữ quốc ngữ là chính nhưng cũng có sợ chữ hán và chữ phát trước sân trường có một cây cổ thụ to và ngoài cổng là sông cà ti êm đềm chảy suốt ngày đêm gần cây cổ thụ có một hồ sen nhỏ nhiều rãnh hoa huệ hoa trúc đào trường được nhân dân ủng hộ nhiều người hiến ruộng góp quỹ cho trường hai người con của cụ nguyễn thông và cụ hồ tá bang là những người có nhiều đóng góp cho trường hồi đó trường tư thục dục thanh là một trường tiến bộ, khắp nơi đều biết tiếng, được nhiều nhà yêu nước quan tâm. Chính vậy mà bác Hồ trên đường vào Nam đã nghe, đã biết và đã tìm đến trường. Năm ấy, bác tròn 20 tuổi, là con của một cụ phó bảng yêu nước, nên khi bác vào Phan Thiết, được ban phụ trách và các thầy giáo ở trường rất quý mến. Làm thầy giáo chưa phải là đích của bác, nhưng trên chặng đường dài, dừng chân lấy sức mà được làm thầy giáo ở một trường tiến bộ dạy theo đúng ý của mình là một điều ngoài sự mong muốn. Mùa xuân năm 1910, sau những ngày sừng chân ở xuồng, một làng biển ở xã Chí Công, Tuy Phong, bác theo trên gia đình nhà Nho là bạn của cụ Nguyễn xin Sắc vào Phan Thiết, theo cụ Nguyễn Quý Phầu, cháu ruột nhà thơ Nguyễn Thông là học trò lớp 3 của thầy giáo Thành kể lại. Tết năm ấy, dù là mới vào chưa được bao lâu, nhưng thầy Thành đã được nhiều học trò quý mến. Tết đến, học trò nội chú đều về nhà ăn Tết các thầy giáo cũng vậy chỉ có thầy Thành ở lại trường Tết năm đó bác đã ở lại với gia đình con cháu của Nguyễn Thông theo tục lệ địa phương Tết đến người ta thường mua hoa trường sinh màu vàng về cắm trong bình từ 28 Tết một số học trò ở Phan Thiết đã đem hoa trường sinh đến tặng bác bác đem hoa đó cắm vào bình hoa của gia đình trong vườn trường bên hồ sen có mấy lúng hoa huệ và mấy khóm hoa trúc đào bác thường xách nước tưới hoa huệ hoa trúc đào và hỏi Tại sao nhà ta không trồng hoa mai vàng? Hoa mai vàng từ những ngày đó đã in sâu trong tâm trí bác. Mai vàng và trường sinh đều có màu vàng, màu vàng của loại hoa xuân miền Nam mà sau này khi làm chủ tịch nước, mỗi lần Tết đến, khi gặp các đại biểu miền Nam, bác vẫn thường nhắc lại. Tết năm ấy, con cháu cụ Nguyễn Thông mở những cánh cửa chính, nhà thờ tổ và dọn bàn ở hàng hiên giữa nhà thờ và nhà thảo bạt để ăn Tết. Theo cụ phầu, Tết đó cũng có đủ bánh tét, dưa món, củ kiệu. Thầy Thành rất thích món dưa này. Thầy nói món này giống món ăn ngoài Bắc. Ngày nay, đến thăm lại khu di tích, chúng ta còn được thấy một chiếc khay cần xà cừ, đựng ba chiếc chén uống trà. Ba chiếc chén này có bộ ấm trà, lục ẩm, cụ Nguyễn Thông sắm từ khi về làm thơ ở ẩn tại đây. Ba vẫn thường uống trà với các thầy giáo khác bằng bộ ấm đó. Tết năm 1910, vài trăng chiến trà khai vị đầu xuân của bác chính từ những chiếc chén nhỏ này mãi mấy chục năm sau bác vẫn còn nhắc ngày tết ở bình thuận có nhiều hạt dưa lắm bác dạy học ở phan thiết chỉ trong ngoài 9 tháng thời gian ngắn ngủi đó đã đủ để lại trong các học trò các thầy giáo ở trường dục thanh và bà con ở phan thiết những ấn tượng sâu sắc và đẹp đẽ về bác mười năm trước ngày giải phóng hoàn toàn miền nam chúng tôi có dịp gặp bác sĩ nguyễn kinh chi con của cụ Nguyễn Hiệt Chi, một trong những học trò ở trường Sục Thanh của thầy giáo Nguyễn Tất Thành, sau là thứ trưởng Bộ Y tế của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã về hưu. Bác sĩ Nguyễn Kinh Chi kể lại rằng, năm đó, bác Hồ 20 tuổi, dáng người thanh, thanh tóc hớt ngắn, chán cao, nét mặt tươi, đôi mắt long lanh như lúc nào cũng cười. Bác thường mặc bộ bà ba màu trắng, tắt lưng màu hoa lý, thả lòng thòng bên hông như thanh niên đương thời hoặc mặc áo dài trắng bác hay đi quốc đẽo bằng cũ vông hoặc giày vải kiểu hàm ếch đội mũ cát không có băng tròn trên mũ bác sĩ chi kể lại khi đó vì con cụ phó bảng nên bác được các thầy để ở trên họa du xào nhưng bác ít ở đó mà thường sang nhà ngư ở chung và ăn chung với các em học sinh bác chỉ lên họa du xào để đọc sách chấm bài và bàn chuyện với các thầy Bác thường nghỉ trưa trên bộ ván ở ngoại su xào. Sáng dậy, bác tham gia quét dọn nhà cửa và gánh nước tưới hoa, tưới cây với học trò. Những buổi lên lớp, bác giảng bài rất kỹ, giọng bác nghe ấm và rất cảm mến. Có những chỗ khó, bác giảng đi giảng lại cho cả lớp hiểu được mới thôi. Bác là giáo viên đầu tiên dạy quốc ngữ ở trường Sục Thanh. Bác phụ trách lớp nhì và dạy thêm các lớp khác. Bác không bao giờ đánh mắng học trò giờ nghỉ bác thường đưa học sinh đi chơi ở dọc bờ sông hay ra bờ biển thường mỗi tháng một đôi lần vào ngày chủ nhật bác đưa học trò đi chơi ở động cát thiền đức hoặc bờ biển thương chánh khi đi mang theo cơm nước để ăn trưa những lần đi chơi như vậy bác thường giảng về địa lý và lịch sử đất nước cho học sinh nghe có khi bác kể chuyện bà triệu ẩu cưỡi voi bành vàng chống ngoại xâm khi thì kể chuyện ngô quyền Trần Hương Đạo chống xâm lăng Bác đặc biệt kể nhiều lần và hết lời ca ngợi vua quan trung Nguyễn Huệ. Bác kể về Thái Xá, quê nội của Nguyễn Huệ và về vùng đất Bình Khê có dòng sông Côn là nơi Nguyễn Huệ lớn lên và cũng là nơi căn cứ khởi nghĩa của phong trào Tây Sơn. Bác thường giới thiệu những cảnh đẹp và giàu có của đất nước rồi lên án chế độ thực dân đã làm cho dân ta nghèo khổ mùa xuân năm 1978, Ban Thường vụ Thuận Hải. Nay là tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, có tổ chức một cuộc gặp gỡ các học trò của thầy giáo Nguyễn Tất Thành năm 1910 học ở trường Sục Thanh Phan Thiết với sự tham gia của Viện trường Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Huy Giáp. Tại đây chúng tôi được gặp lại các cụ Nguyễn Quý Phầu từ trường Phùng Nguyễn Đăng Lâu. Cả ba cụ đều gần 80. Chúng tôi cũng được gặp chị Hồ Thị Vân, hiện là quản trị viên thuộc thế hệ thứ hai của công ty nước mắm Liên Thành, là con của cụ Hồ Tá Bang. Hôm đó, trong tiết trời xuân man mát của vùng đất biển bên bờ sông Cà Ti, trong xanh lượn vờn giữa thị xã Phan Thiết, chúng tôi nghe các cụ kể lại những kỷ niệm về Bác Hồ, thầy giáo Nguyễn Tất Thành năm 1910. Thầy Thành dạy học trò bằng cả tình thương yêu như với em ruột mình. Không bao giờ thầy đánh hoặc chửi bắn học trò. Ngày đó, các thầy giáo, kể cả các thầy giáo tiến bộ ở trường Dục Thanh, cũng thường hay la mắng, đánh đập và phạt những học trò không thuộc bài hoặc bị lỗi. Thầy Thành hay nói với thầy Hải, các em còn nhỏ làm sao không bị lỗi, ta phải thương yêu, dạy bảo các em chứ đừng làm các em sợ. Trong thực tế, khi vào lớp, thầy giảng bài rất kỹ, chỗ nào khó, thầy giảng đi, giảng lại, hỏi các học trò đã hiểu chưa, khi nào các em đều hiểu hết thầy mới yên tâm nhiều học trò khi lên lớp trả bài do sợ quá hoặc do nhút nhát mất bình tĩnh thầy bảo đừng sợ các em phải bình tĩnh sợ quá sẽ dễ quên với những học trò chưa thuộc bài ấp úng thầy nói em như thế là chưa tốt thôi xuống học bài cho thuộc rồi trả bài sau không có gì phải sợ mỗi ngày trước khi vào lớp học trò các lớp đứng xếp hàng ở sân nghiêm trình rồi tuần tự vào lớp ai ngồi đâu vào đúng chỗ đó thầy giáo sẽ rung chuông học trò đứng in hát bài ca yêu nước hát xong thầy giáo rung một hồi chuông nữa học trò ngồi xuống bắt đầu nghe thầy giảng bài các bài ca yêu nước này thường do thầy thành đọc cho học trò chép và dạy cho học trò hát bài ca yêu nước ghi được một đoạn như sau nước nam ta từ đời hồng lạc mấy nghìn năm khai thác đến nay Á Châu riêng một cõi này, giống vàng ta cũng xưa nay một loài, vuông dặm đất ba mươi mấy dặm, nào bạc vàng, nhan nhản thiếu chi. Phong trào hớt tóc theo tinh thần duy tân ở Phan Thiết cũng khởi xướng từ trường Dục Thanh. Chính bác đã dạy học trò bài ca hớt tóc. Bài ca đó ghi được một đoạn. Gọi cúp tóc là thất chung thất hiếu, chớ tóc dài chung hiếu với ai đâu kìa xem trong ngũ đại châu nào ai dài tóc có đâu như mình nói ra ngặt mà làm thinh cũng ngặt hễ có tay có chân có mày có mặt chữ đồng tâm cho chắc mới nên cười hễ mà có mắt không ngươi có tai không lỗ như người sống dư duy tân lúc bấy giờ là phải tóc cúp đi chỉ lại mới chừa cho biết ăn mà chẳng biết lo lửa đã táp đến giò mà chẳng biết. Người chẳng tiếc sao tóc xài còn tiếc, nghĩ cái đời dại thiệt chớ khôn đâu. Muốn ăn còn đợi kẻ và, còn mang thói cũ ắt là hư thân. Bài ca này trước nhất là học trò trong trường thuộc lòng, sau đó khẩu như thanh niên ở thị xã đều thuộc. Vài tháng sau, thanh niên Phan Thiết từ 35 tuổi trở xuống đều hất tóc ngắn. Thầy Thành cũng là người khởi xướng phong trào tập thể dục, thể thao trong trường lúc ấy có thể nói dục thanh là trường duy nhất có phong trào thể dục thể thao khi đó thầy trò tổ chức đào một cái hố dài và sâu rồi nhảy từ dưới lên mỗi ngày đào sâu thêm một chút để nhảy thể dục lúc ấy là những bài hít thở với vài động tác tay rất nhẹ nhàng sáng sáng tiếng hô của thầy thành vang vang trên sân trường ngày đó thầy hô theo âm hán như một hai ba bốn thì hô là nhất nhị tam tứ hoặc là đứng yên thì hô lập định đưa cả hai tay lên trời thì hô là lưỡng thủ tả hữu tề cử cũng như chấm bài các thầy chưa gọi là điểm mà gọi là câu bài làm đúng tốt thì được 10 câu bây giờ thì một hai câu thầy thành chấm bài rất kỹ và cho công rất phân minh thường có kèm theo lời dặn dò rất chu đáo những học trò làm bài kém quá Ngoài giờ, thầy gọi đến giảng thêm, rồi cho làm lại bài để chấm lại. Tất nhiên, những bài đó, thầy có trừ đi một, hai công. Vì vậy, thầy được học trò quý trọng, thương yêu như người anh trai trong nhà. Một điều nữa mà tất thể những người học trò cũ của thầy giáo Nguyễn Tất Thành đều nhớ và nhớ những chuyện đó vừa xảy ra chủ nhật vừa rồi. Đó là việc thầy Thành chủ trương đưa học sinh đi ngoại cảnh vào ngày chủ nhật khi thì thầy đưa đi chơi ở động cái thiền đức đình làng đức nghĩa và thường nhất là ở bãi biển thương chánh ngày trước dân cư tập trung nhiều ở bến cá cồn trà và dọc theo đường số một ngày xưa nay là đường lê hồng phong nối đường nguyễn huệ với chiếc cầu sắt bắt qua sông cà ti khu tỉnh ủy bây giờ ngày xưa cũng là chỗ có cây to bóng cả mà bác hay đưa học trò đến chơi ngày trước đây là khu khách sạn Pongalo của pháp nằm trên đồi cao phải leo mấy chục bậc tam cấp mới leo tới nơi gần đó là khu nhà dây thép biểu điện hai đường dây điện thoại bất qua sông chiều chiều gió thổi kêu ro ro mỗi lần qua cầu học trò bảo nhau chắc người ta đang gọi nhau nó mới kêu vậy thầy thầy nghe được bèn giải thích không phải đâu tiếng kêu các em nghe được là do gió thổi làm dây thép rung trong không trung mà có chứ gọi nhau trong điện thoại không bao giờ phát ra âm trên đường dây. Nhiều lần bác dẫn học sinh ra bờ biển thương tránh. Một bờ biển có nhiều kềnh đá nổi giữa hai bờ biển cát trắng nằm ở tả ngạn của sông Cà Ti. Ở đó, xưa có đồn thuế quan của Pháp nên gọi là bờ biển thương tránh. Ngày trước, dọc theo bờ biển có nhiều dương liễu, nhà cửa thưa thớt và chưa bị biển lấn vào như bây giờ. Tết Trung Thu năm 1910, lúc mặt trăng đỏ tròn và to như cái mâm vừa ló lên ở chân trời đàng đông. Thầy Thành và học trò của thầy đón Trung Thu bên cạnh đá sóng vỗ trăng sáng này. Đêm đó, sau khi phá cỗ ăn bánh Trung Thu, uống nước, thầy Thành đã kể chuyện chị Hàng Nga với truyền thuyết. Chú cuội ngồi gốc cây đa, rồi giải thích theo khoa học về mặt trăng cho học trò nghe. Thường những lần đi chơi, thầy hay tổ chức nhiều trò chơi, mà trò chơi thầy thích nhất là bắt thăm kể chuyện dưới một cây to hay một nơi mát mẻ học trò ngồi thành vòng tròn thầy thành làm mấy cái thăm để học sinh lần lượt bốc ai chúng thăm đã định trước thì kể một câu chuyện nào đó như là chuyện cổ tích chuyện về quê hương mình hoặc tả một thắng cảnh mà em học sinh đó cho là đẹp sau đó thầy thành phân tích bày các em cách kể lần nào cũng vậy kết thúc thầy thành cũng kể một câu chuyện chuyện của thầy đơn giản dễ hiểu vui, dí dỏm và nhẹ nhàng. Giọng thầy thủ thị làm ai cũng muốn nghe. Cụ Nguyễn Quý Phầu kể lại rằng có lần thầy Thành đến bên một học trò đang học đọc sách. Thế em này đọc chuyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Triều. Thầy liền hỏi. Trong sách này có câu trai thì trung yếu làm đầu. Em có hiểu không? Thưa thầy, người học trò đáp trung có nghĩa chung với vua, hiếu là hiếu với cha mẹ. Thầy Thành cười, Chủ nhật đó, thầy dẫn học trò qua bên kia sông, đến chỗ kê đa to ở khu đồi trụ sở tỉnh ủy, đóng bây giờ, và thầy đưa quyền lục phân tiên ra khỏi các em đã đọc hết chưa. Dù biết các em đã đọc rồi, thầy vẫn tóm lược chuyện và giới thiệu tóm tắt về nhà thơ Nguyễn Đình Triều với khí tiết cương trực, đâm mấy thẳng san bút chẳng tà của ông. Thầy lại nêu ra câu hỏi. Trong sách có câu, trai thì trung hiếu làm đầu, các em có hiểu không? Thầy hỏi nhiều em, rồi giảng dài. Các em nên hiểu như thế này, chúng ta đều có tổ tiên, đất nước ta tính từ ngày có vua hùng dựng nước đã được gần 4.000 năm. 4.000 năm đó là 40 thế kỷ, thế kỷ nào ông bà ta cũng đứng lên chống ngoại xâm nhằm giành độc lập tự do cho đồng bào, cho đất nước. Vậy thì, vẫn làm trai trước tiên phải kể đến chữ chung, chung là chung với dân, với nước. Có em nói là chung với vua, nếu là ông vua yêu nước như ông duy tân vua quang trung vua trần nhân tông thì được chớ chung với những ông vua không thương dân mà ôm chân ngoại bang thì các em bảo có nên chung hay không rồi thầy giảng chữ hiếu đại ý thầy nói hiếu là hiếu thảo ai cũng có cha mẹ có anh em người có công dưỡng dục sinh thành ca sao ta có câu công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra chớ chung với chữ hiếu phải đi liền với nhau, chung hiếu với cha mẹ thì phải chung hiếu với dân, với nước, coi việc dân, việc nước như việc nhà mình. Sau cùng thầy nói, cụ đồ chiều nói, trai thì chung hiếu làm đầu, nhưng thầy thì nghĩ trai gái đều phải lấy chữ chung hiếu làm đầu. Bác giảng rất kỹ và so sánh bằng những hình ảnh sự việc cụ thể làm cho tất cả học sinh đều nhớ sâu sắc. Có khi thầy dẫn mấy em học sinh đi thăm xóm nghèo ở bến cá cồn trà các cụ vốn là học trò của bác kể lại không biết thầy thành ra chơi mấy lần rồi mà thấy thầy đến bà con ai cũng mời thầy vô nhà chơi toàn là bà con nghèo vô thăm nhà nào thầy cũng hỏi thăm rất cặn kẽ về cách đánh bắt cá về cuộc sống bữa ăn trong nhà bác hỏi cách định phương hướng khi ở ngoài biển hoặc cách tập luyện thế nào để khỏi say sóng lúc gặp trời bão tố làm sao để biết trước. Cũng theo các học trò cũ của bác thì khi dạy học ở Phan Thiết, bác đã theo các ngư dân ra biển. Có lần khi về thăm Quảng Ninh, bác đã nói với đồng chí Nguyễn Thọ Trân, lúc đó là bí thư tỉnh ủy. Khi ở Bình Thuận, bà con ngư dân có cho bác ăn món cá nục, còn dãy đành đạch, nấu chua với me, có bỏ hành ớt thiệt là ngon. Món cá chua đó chỉ có thể thực hiện được ngoài biển khơi khi mảnh trà vừa mới kéo lên và bà con làm nghề mảnh rất hay ăn kiểu này. Vậy thì trong khi dạy học ở Phan Thiết, rất có thể bác đã đi biển và biển Phan Thiết chính là nơi bác tập làm quen với sóng gió. Các cụ cũng kể lại, có lần vào sống nghèo ở biến Cồn Trà, thấy một cụ già dũng hết sang, đang ngồi lấy sống dựa, dần biến trầu. Thầy Thành liền đỡ lấy và nhai hộ bà cụ. Bà cụ vô cùng xúc động. Trên đường về, thầy nói, Hồi nhỏ, thỉnh thoảng thầy cũng nha chầu cho bà ngoại. Với giọng buồn buồn, thầy nói với những người học trò của mình. Người dân xứ mình sống trên bạc vàng, ý nói cá mắm, mà suốt đời vẫn cực khổ, đến lúc đầu bạc răng long cũng không sắm nổi cái cối ngoáy chầu. Nhà cụ Hồ Tá Bang ở 21 đường Trưng Nhị, gần trường Dục Thanh, là nơi bác Hồ thường đến chơi và đôi lần ăn cơm ở nhà cụ. Vì thầy Hải là cháu cụ Bang và con gái cụ bang là Hồ Thị Tuyết, hiện ở Paris, là học trò của thầy Thành. Cụ Hồ Tá Bang thường dạy các con, các con sáng mà học cái đức, cái nét của thầy Thành. Thầy tuy ít tuổi nhưng trí cao. Khi cụ Phan Chu Trinh ở Pháp về Sài Gòn trở lại công ty Liên Thành thăm các bằng hữu, cụ nói, Nguyễn Ái Quốc sẽ đóng vai trò quyết định lái con thuyền dân tộc, thì mọi người đều không lấy gì làm ngạc nhiên. Các cụ đều chất chí rằng, ít có người như thầy Thành lắm, thật là một người mực thước. Những người học trò năm xưa của thầy giáo Thành còn kể lại, không biết học từ bao giờ, nhưng khi vào đến Phan Thiết, thầy Thành đã biết đánh mọc sơ. Đêm đêm, thầy Thành và thầy của thường dùng thước kẻ đánh mọc sơ để liên lạc với nhau. Cụ từ trường phùng còn nhắc lại, năm thầy Thành dạy học ở Phan Thiết có sao chổi xuất hiện cả tháng ở phía biển Đông. Có đêm, thầy Thành gọi học sinh dạy xem và giải thích cho các em biết vì sao có sao chổi theo tinh thần khoa học. Giờ lại tài liệu khí tượng năm 1910 ở Thư viện Quốc gia thì đúng tháng 4 năm đó có sao chổi xuất hiện gần cả tháng ở nước ta. Điều đó giúp chúng ta khẳng định chắc chắn về niên biểu Bác Hồ ở Phan Thiết. Cuối năm canh tuất 1910, Bác Hồ rời trường Dục Thanh ra đi. Trước khi vào Sài Gòn, Bác bàn bạc với Hội Liên Thành và được cụ Hồ Tá Bang viết thư giới thiệu với công ty nước mắm Liên Thành lúc bấy giờ ở chợ lớn và đêm cuối cùng ở trường Sục Thanh theo cụ Phùng kể lại thầy Thành và thầy Nguyễn Quý Anh ngủ chung một giường hai thầy nói chuyện suốt đêm không ngủ sáng ra trong sổ điểm thầy còn ghi lại mấy dòng tiền sách của tôi sao cho trò kinh tức bác sĩ Nguyễn Kinh Chi chỉ có điều thầy ra đi không tự xã không có lễ tiễn biệt của các học trò có lẽ điều đó cũng là một ấn tượng để những học trò thân yêu của thầy luôn luôn nghĩ rằng ngày mai thầy sẽ trở lại. Mãi đến cuối tháng 7 năm 1911, nhà trường mới được thư của thầy viết từ Colombo cho biết thầy đang làm phụ bếp dưới tàu thủy để đi ra nước ngoài. Trong thư, thầy viết thầy nhớ các bạn bè và học trò của thầy ở Phan Thiết. Dưới lá thư vẫn ký Nguyễn Tất Thành. Chúng ta về thăm Bình Thuận và đến thăm khu di tích Bắc Hồ ở Phan Thiết. Từ cầu Trần Hương Đạo, phía bên, bên hữu ngạn, ta hãy theo đường Trưng Nhị, ngược sông Cà Ti, về thăm khu trường Dục Thanh. Có đường nhỏ lượn theo dòng sông xanh êm ả, à, ngược xuôi thuyền bè. Cũng là một con đường xưa bác hồ chúng ta hay đi. Chính chiếc cầu cũ kia là trục đường số một ngày trước bác dẫn học trò qua khu đồi Pongalu hoặc qua bên đó để ra bờ biển thương tránh. Trên mảnh đất phan thiết mặn mà hương vị của biển này, nhiều rất nhiều nơi in dấu chân người và cũng rất nhiều người còn giữ trọn vẹn những kỷ niệm về thời thanh niên của bác. Ta dừng lại chiếc số nhà 39, đường Trưng Nhị, đó chính là khu trường Dục Thanh, có họa du xào, trung tâm của khu di tích Bắc Hồ ở Phan Thiết. Qua hơn nửa thế kỷ bị chiến tranh, nên trường học và cả nhà cư không còn nữa. Hiện chỉ còn nhà thờ cụ Nguyễn Thông và nhà họa du xào. Tỉnh Thuận Hải đang khẩn trương xây dựng lại khu di tích, một ban chỉ đạo trùng tu di tích bắc hồ của tỉnh được thành lập thường vụ tỉnh ủy đã ra một nghị quyết rất trang trọng về nhiệm vụ trùng tu khu di tích bắc hồ tại phan thiết bản nghị quyết đó do chính đồng chí lê văn hiền bí thư tỉnh ủy đồng thời là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ký đã ghi rõ khu di tích trường dục thanh và các di tích khác có quan hệ đến bước đường hoạt động cách mạng của bác tại phan thiết sẽ được phục chế và ghi bia kỷ niệm khu vực trước mặt và xung quanh khu di tích được quy hoạch xây dựng vườn hoa và trồng cây xanh mang đầy đủ ý nghĩa lịch sử và tính văn hóa dân tộc thể hiện rõ nét phong cách sống giản dị và gần gũi nhân dân của bác hồ toàn bộ khu di tích là trung tâm lịch sử và văn hóa quan trọng nhất của tỉnh ta nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy cũng khẳng định việc xây dựng lại khu di tích bác hồ là việc làm của toàn đảng toàn dân trong cả tỉnh coi đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn của Thuận Hải. Không lâu nữa, khi đến đây, chúng ta sẽ được xem, được thấy kể như toàn bộ những di tích gắn bó với bác ở trường Sục Thanh và thị xã Phan Thiết, nhà trường với bốn lớp học, nhà ngư nơi bác ăn ở với học trò và thầy giáo, thảo bạt, núi trường học với nhà thờ, Nguyễn Thông, Hồ Sen, những vòng hoa huệ, những khóm trúc đào sẽ nở hoa để chào đón khách tứ phương. Hôm nay ta hãy vào họa du xào Xin đừng có cảm nghĩ là Tổ nằm chơi Như kiểu các cụ xưa Mà đây là chỗ làm việc Nơi mang nhiều kỷ niệm về thầy giáo Nguyễn Tất Thành Bác Hồ kính yêu của chúng ta Chiếc tủ đứng kia Bác vẫn dùng để quần áo, sách vở Bộ ván gỗ ba tấm bên cạnh chiếc bàn nhỏ Nơi bác thường bàn bạc với các thầy Là nơi bác ngồi chấm bài và nghỉ ngơi Trong họa du xào Có một chiếc hộp bên trong đựng một chiếc khay khảm, xà cừ, và ba chiếc chén nhỏ. Đó là bộ chén trà lục ẩm mà sáng xa bác thường uống trà với các thầy bên chiếc bàn nhỏ lên muôn đen bóng này đây. Ngày đó phía trước ngoạ du xào có cửa pano bốn tấm và cửa sổ khiên vòm tò vò chứ không phải như bây giờ. Tất cả sẽ được sửa sang lại như cũ, nhẹ chân, theo chiếc thang gỗ đứng, ta leo lên các xếp. Chỉ đó xưa là kho sách của cụ Nguyễn Thông, nhà thơ yêu nước, vốn đã có nhiều loại sách kinh tế, văn hóa, chính trị, có cả sách thuốc và sách báo tiến bộ. Thời bác đến, ở đây có một chiếc xương bằng sắt bác vẫn dùng để đựng các sách báo tiến bộ. Ngày đó gọi là sách cấm. Trên căn gác còn lại một cái yên thư. Chú thích yên thư, một loại giá sách của các cụ nhà nho ngày trước. Và một chiếc đi văn bằng gỗ. Chắc bác vẫn lấy sách trên cái yên thư này để đọc Căn gác xếp là nơi thu hút rất nhiều thị giờ của bác. Bác đọc nhiều sách, có khi đọc đến khuya mới đi ngủ. Về sau, bác vận động thầy giáo và học trò góp sách, góp tiền xây dựng tủ sách cho trường. Bản thân bác góp hai đồng và nhiều sách quý. Tủ sách nhờ vậy phong phú hơn nhiều. Có lần trong đêm bỗng nghe người đọc thơ đông kinh nghĩa thục, giọng vang vang. Trời đất hỡi dân ta khốn khổ, đủ các đường thúy nọ thuế kia. Lưới vây, chài quét trăm bề, dốc xương dốc thịt còn gì nữa đâu. Ta trân trọng từng chiếc bàn, chiếc ký, từng viên ngói cổ âm dương của ngôi nhà nhỏ này. Ở đây đã chứng kiến những đợt sóng chiều về lòng yêu nước thư dân và tìm đường cứu nước của bác. Tất cả như đều biết nói và đều như có mắt nhìn ta. Cho nên với chúng tôi, dù là lần thứ mấy đi nữa đi đến những khu di tích về bác ở đây hoặc ở Bắc Bó, Tân Trào, Ba Đình ở làng Sen, nhà sồng, cao lãnh, chúng tôi đều thấy trang nghiêm và xúc động. Ghế này xưa, bác ngồi đọc sách, căn gác này bác thức thâu đêm, cây che mát những trò chơi tuổi trẻ, màu hoa vàng như mặt trời lên. Tất cả vẫn như ngày có bác, hoa nở vàng, cánh cửa khép mong manh, sông cả ti, bầu trời xanh, gió mặn và thủy chung trong suốt tấm lòng dân. Giang Nam, thăm trường xưa bác dạy. Tất cả vẫn như ngày có bác. Cây khế sau nhà ngày bác ở đã ra hoa kết trái. Ngày cày được bác tưới và chăm sóc. Hôm nay vẫn còn tốt tươi nhiều mầm non và nhiều trái chín. Cây khế do cụ bà Nguyễn Thông trồng năm nay đã ngót 130 tuổi. Gần đó là cái giếng nước. Ngày trước giếng không có thành xi măng như bây giờ. Nhưng nước vẫn trong và mát ngọt như ngày nào. Bác của chúng ta đã từng bút nước ở đây để tưới cây khế và hoa trong vườn, bác đã tắm mát bạc nước trong của giếng đất này. Con sông Cà Ti từ trên núi đổ về, lượn một vòng cung như cánh tay của người mẹ ôm tròn lấy thị xã Phan Thiết. Từ trường Dục Thanh, ta có thể theo sông Cà Ti ra bến đỏ Phan Thánh, một bến đỏ êm ả à với những cây keo già soi bóng xuống sông xanh. Đôi ba con thuyền thư thả ngược xuôi qua lại. Ngày xưa, bác vẫn dẫn học trò qua con đò này để đi thăm những xóm thôn và ruộng đồng từ bến đò Văn Thánh nhìn lại phía sau là động Thiền Đức mà các cụ già vẫn quen gọi là động làng Thiền. Ngày trước động nhiều cát, những cồn cát trắng với những cây cổ thụ sum suê. Chính đấy là nơi bác đã cùng học trò nghỉ ăn trưa trong những ngày chủ nhật. Động làng Thiền nay không còn được như xưa. Động cát lâu ngày bị trải thấp, mấy ngôi chùa tịnh xá che nhau cất trên động nên không còn nét thoáng đãng nữa tuy nhiên nếu ta lên chỗ tiện giá Ngọc lâm bây giờ cũng có nghĩa là đỉnh động làng thiền trước kia ta sẽ thấy dưới tầm mắt là con sông xanh lách mình giữa xóm làng phố phường đông đúc tấp nập chúng ta sẽ thấy thêm yêu mảnh đất phan thiết mặn mà và thơ mộng này sát với động làng thiền là đình làng đức nghĩa xung quanh động thiền còn nhiều đình làng khác nhưng đức nghĩa là làng thành lập trước nhất nên đình làng được lập sớm và quân viên cũng để khỏe hơn có nơi thờ cúng có hồ thủy tạ trồng sen có nhà vỏ ca theo thông lệ đến rằm tháng riêng là làng mở hội hát bội tại đó bác hồ đã từng đưa học trò đến đây để xem hát tuồng tam quốc sau những buổi xem bác lại giảng giải cho học sinh nghe về các nhân vật và các cương hy sinh của các anh hùng trong tuồng tích kê thêm cho học sinh ý chí yêu nước thương nòi và lòng căm thù bọn cường hào ác bá. Các học trò của bác năm xưa kể lại rằng, lúc mới đến, gặp làng tổ chức hát bội cả tuần trăng, thầy vẫn dẫn học trò đi xem đồ. Điều đó có thể khẳng định một lần nữa về thời gian bác vào Phan Thiết là trước Tết và trước rằm tháng riêng năm 1910. Về Phan Thiết, ta hãy về thăm bến cá Cồn Trà, nơi đã để nhiều kỷ niệm trong bác Ngày bác ra đi, Cồn Trà là một bến cá đông đúc, nhưng lại là một xóm nghèo. Ngày nay, Cồn Trà là bến cá lớn, là trung tâm của nghề cá ở Phan Thiết. Cồn Trà bây giờ tấp nập hơn 10 lần năm xưa. Phan Thiết đã có hơn 1.500 thuyền ke đánh cá và ngày cao nhất đánh bắt được trên 400 tấn cá. Mỗi chúng ta khi đứng ở giữa những đoàn thuyền máy đậu đợi đóng hàng câu cá, nhận nước đá, nhận dầu, nhộn nhịp, khối hạ này đều muốn lòng mình có một phút im lặng im lặng để thưa với bác rằng cồn trà đã đúng với lòng mong của bác phan thiết đã và sẽ là trung tâm cá mắm lớn và loại nhất so với cả nước Người dân phan thiết đã và đang đoàn kết làm ăn để thật sự làm chủ biển vàng biển bạc để mãi mãi không có người nghèo khổ chúng ta hãy ra bờ biển thương chánh nơi kình đá nổi giữa hai bãi biển dài phẳng lặng ở đây nhìn về phía bắc là đồi ông Hoàng với cửa Phú Hải và phía nam là cửa sông Cà Ti, thuyền ghe ra vào, nối đuôi nhau như những đàn chim biển. Hơn nửa thế kỷ trước, bác hồ của chúng ta cũng đã xa khơi làm quen với sóng cả từ cửa sông này. Sáng sáng, khi mặt trời vừa lên, bình minh hồng đỏ cả mặt biển, thì thương tránh có mặt đông đủ các lớp người già, trẻ, trai, gái. Họ tập thể dục và tắm biển. Chính nơi đây, thể giáo thành và các học trò thân yêu của mình vẫn thường cất cao lời ca yêu nước như thách thức như hứa hẹn với biển cả á tế á nam châu bậc nhất người nhiều hơn mà đất cũng rộng hơn đứng làm trai trong vòng trời đất phải làm cho rõ mặt non sông biển cả đã nghe lời thề đó đã nghe khúc ca của lòng bác ta đứng bên ghềnh đá nhìn mọi người nô đùa với sóng vui với biển trước giờ lao động rồi nhìn những đời sóng ngã mình trên cành, bọt tung trắng xóa với những cánh hải âu trao lượn. Mỗi chúng ta đều thấy lòng tràn ngập xúc động. Bác hồ ta đã đứng ở đây đón gió lành, ngắm bình minh và nghĩ vận mệnh đất nước. Tự hào thay, Phan Thiết đã là nơi bác dừng chân để gây giống cách mạng, là nơi đã hun đúc thêm trong bác ý chí cứu nước, cứu dân, là nơi góp thêm trong bác những thực tế về sự nghèo đói, bất công của người dân nô lệ từ những năm 1910, Thuận Hải đã in sâu vào tâm trí bác. Trong thời gian lênh đênh từ Pháp đi các nước châu Phi để xem xét thực tế. Có lần đến Ca, chứng kiến cảnh tượng những người da đen bị bọn thực dân bắt phải bơi giữa bão biển để mang neo của tàu vào bờ và bị sóng cuốn đi, bác đã khóc. Có người hỏi bác tại sao lại khóc, bác trả lời xúc động. Bọn thực dân Pháp rất hung ác, vô nhân đạo. Ở đâu chúng nó vẫn thế, ở ta tôi cũng thấy chuyện như thế xảy ra ở Phan Rang. Bọn Pháp cười sặc sụa trong khi đồng bào ta chết đuối vì chúng nó. Chú thích theo Trần Sơn Tiên những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Sau này, khi làm Chủ tịch nước, suốt trong 8 năm kháng Pháp và suốt 15 năm chống Mỹ, bác vẫn luôn luôn nhắc đến vùng cực Nam xa xôi mà anh Dũng gặp cán bộ cực Nam tức Bình Thuận, Ninh Thuận ngày nay. Bác thường hỏi thăm kỹ về những người bác quen biết, những chỗ bác ở xưa, có lần bác hỏi bác sĩ Nguyễn Kim Chi. Sau này, nghe nói Phan Thiết đông vui hơn trước phải không? Vùng Cồn Trà còn nhiều thuyền đánh cá là làm mắm như ngày xưa nữa không? Cùng với miền Nam, Phan Thiết mãi mãi trong tình thương yêu của người. Phan Thiết, mùa xuân năm 1970